Chào các bạn, hôm nay mình mới về một cặp loa bông. Cái model này rất là bình dân luôn, chỉ 5.8 triệu thôi nha các bạn, 5.8 triệu thôi. Trước khi giới thiệu đồ loa thì mình giới thiệu những cái phụ kiện mình có bán. Hôm nay là mình giới thiệu các bạn cái dây Acofy, dây AV này. Chất liệu rất là mềm mại và nó rất là tốt luôn. Giá 1.1 triệu nha. Dây loa bit 7 của Mỹ. Bit model là Interdator 3. Đầu bắp chuối hai đầu nha. 2.5 mét mỗi bên là 1.2 triệu. Dây Acofy này là 1.1 triệu. Dài 1 mét. Rồi bên mình có bán USB và ổ cứng chép sẵn nha. Một cái USB này là 128GB 800 ngàn. Còn một cái ổ cứng 1 ngày với giá 2 triệu. Trở lại với đôi loa bao 4.2. Loa 4.2 các bạn, ở đây mình đã nhập. Loa này thì nó có cái thiết kế rất là đặc biệt. Đây, các bạn thấy nó nhọn này đây. Cái phần nhọn này nó sẽ chứa cái loa bass. Đó, chứa loa bass. Cái loa này thì mình để nằm thôi. Cái này là mình để đứng cho các bạn dễ quan sát thôi. Cái đống loa để nằm nha. Một loa bass và một loa track nha. Đó, chúng ta để nằm ngang như vậy này. Bass 20 nha các bạn. Trở kháng là 4 ohm. Loa này được lắp ráp tại Mexico. Xin lỗi, trở kháng là 8 ohm. Đó, công suất là từ 75 cho đến 150. Rồi, các bạn lưu ý là dòng loa này nó có trái và phải nha. Đây là bên phải, đây là bên trái. Đó, rồi xe đây là trùng nhau luôn nha. Ok, bây giờ mình tháo cái loa bên này cho các bạn xem luôn. Rất là đẹp, chỉ 5.8 triệu thôi, thùng rất là còn rất là đẹp. Chỗ có chỗ này nó hơi bị bạc màu một chút này. Đó. Nhưng mà gỗ còn rất là đẹp nha. 5.8 triệu nha các bạn. Loa bao 4.2, bass 20, một bass một trép. Chúng ta có thể dùng nó để karaoke hoặc là chúng ta trợ lời cho những cái dòng loa karaoke lớn mà chúng ta chơi thêm một cặp này. Tại vì loa này 8 ohm nên chúng ta cũng dễ ghép thôi. Nếu như mà 4 ohm thì chúng ta chơi 2 cặp thì nó sẽ rất là khó để chúng ta ghép, nhưng mà 8 ohm thì dễ nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức âm thanh của đôi loa này nha. Sau anh lên đường.
gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nào nề, anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh. Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh. Nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu. Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm lướt mau đón tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu. Tôi mừng vui đón tin anh, đèn khuya một